chào tất cả mọi người, mình là Trung Hồ Tiger. Lâu quá rồi Trung Hồ Tiger không có quay cái video để up lên kênh YouTube để cho các anh em xem và tạo niềm vui cho các anh em giải trí trong những ngày làm việc mệt mỏi. Thì cái giải beat này mình cũng đã kết thúc rồi. Thì với tỷ lệ của mình là được 39 điểm. Thì mình cũng không mong lọt vào top nhiều, nhưng mà có những cái trận chiến rất hay vào phần comeback. Thì trận chiến nó khá hay và với những cái chiến thuật kèm theo sự may mắn nữa. Mình sẽ cho anh em xem vào những cái trận chiến mà mình gặp luôn. Ở đây là sơ lược những trận chiến mà mình gặp để cho các anh em xem. Thứ nhất là cái trận chiến khi mà bước vào giải chính á. Bước vào giải chính thì cái trận đầu tiên là mình gặp những tài khoản này, SMS và Tấn RM3. Mình là 26 gặp 27. Nhưng mình cũng nói cho các anh em biết là với mình mới lên 26, nhưng mà chế độ nâng cấp của mình là mình chỉ là 25. Chỉ là 25 thôi, mình gặp hai tài khoản này cũng rất mạnh rồi. Và trận chiến thứ hai là mình gặp những tài khoản này luôn. Nó rất gắt và rất cơm bắt trong trận chiến. Trận thứ hai là mình gặp hai tài khoản thuộc quân đoàn Ferugo là Alex Lin và Wonderger. Hai tài khoản này cũng rất mạnh, hero cũng rất trâu nha các anh em. Và trận thứ ba là mình gặp tài khoản SMS và Phúc Lâm, tài khoản 26 và 27. Là cái giải đấu này là mình đi toàn bộ là mình gặp những tài khoản mạnh rất nhiều. À, những cái trận đấu đó là mình toàn về top 1 nha các anh em. Và trận kế tiếp mình gặp Carry 85 và Zbon 79. Thì trận này mình về thứ hai, mình không có về nhất, tài khoản vì mình gặp tài khoản quá mạnh. Và trận kế tiếp là mình gặp hai tài khoản đỏ là Athlon, tài khoản Trung Quốc và tài khoản 25 này cũng rất mạnh luôn nha các anh em. Hai tài khoản đỏ này rất mạnh và rất trâu bò, nếu anh em xem và anh em biết chế độ huy chương cho anh em thấy đây, rất mạnh luôn. Và trận kế tiếp mình gặp tài khoản này, trận này là mình gặp tài khoản đỏ này, nó đánh cho mình chết trước luôn để cho anh em thấy luôn, là cũng biết rồi đó. Trận này mình chỉ về 3, mình không có điểm nào. Và tiếp tục mình gặp hai tài khoản này là mình về nhất. Và ở đây mình gặp một tài khoản là Mina và một tài khoản 22. Hai tài khoản này cũng rất mạnh, nhưng mà tài khoản 22 thì với chế độ nâng cấp thì nó sẽ yếu hơn. Trận này mình về nhất nha các anh em. Bây giờ mình sẽ review cái trận chiến cho anh em xem. Trận chiến này là gặp Phúc Lâm và SMS. Nó rất thú vị trong cái trận chiến này. Ở đây mình sẽ review luôn. Thì với cái bản đồ này thì nó có 3 nhà sẽ nằm với 3 góc. Và mình cũng không biết tài khoản ai là mạnh, nhưng mà khi chế độ chính xác là mình sẽ biết được nha các anh em. Thì trong chế độ nâng cấp là anh em phải cho sản xuất lính thật nhiều để đi chính xác các vùng trên bộ, và sản xuất những đường bị biển để đi chính xác hoặc tài nguyên xuất hiện trên biển nha các anh em. Thì khởi đầu trận là mình thấy gặp tài khoản xanh và tài khoản đỏ này là rất nhanh rồi. Nó rất nhanh luôn. Đấy. Nhưng mà mình cũng biết là gặp mạnh đấy. Lúc này mình tranh thủ mình lên nhà, mình sẽ cho qua tour hơi nhanh. Trận chiến này tới kéo dài tới 50 mấy phút rồi anh em, nên mình cho qua tour hơi nhanh một chút nha. Và khi mình thấy máy bay 1 lên đây là cái hộp này không thể nào chính xác được rồi. Thì theo mình là mình tranh thủ mình cái tài khoản xanh nằm vị trí nào thì mình cho data lên đó trước, đặng tranh thủ mình chiếm cái vùng vị trí biển. Vì phần vị trí biển là mình khó có thể mà tranh chấp loại đỏ. Lúc này mình cho một đơn vị hero của mình lên đây, đặng tranh chấp cái hộp tài nguyên bự. Các em thấy đây. Và lúc này mình thấy có những xuất hiện những đơn vị hammer, nên mình cho cái con hero của mình rút quân. Và mình sẵn chính xác xem cái tài khoản xanh này có sử dụng những đơn vị như Delta và Hammer và máy bay để tấn công hay không. Thì lúc này mình thấy đối phương đang sản xuất khá nhiều những đơn vị Delta. Thì ở trong cái giải đấu beat lần này có rất nhiều những anh em chơi theo chế độ là sử dụng những đơn vị đánh nhà 2, đánh nhanh là sử dụng những đơn vị Delta, Hammer và những đơn vị như máy bay để tấn công nhanh. Thì
cái đó là chỉ đánh những tài khoản yếu và mà không có chế độ mà theo dõi trong trận chiến thôi. Thì lúc này mình thấy chắc chắn là tài khoản xanh sẽ đánh nhanh nên mình xây hai cái tháp pháo ngay vị trí này, đố ai dám vào được luôn nha các anh em. Đây mình đã tranh thủ mình lên nhà ba và lúc này mình có đơn vị VTS sẵn, mình trinh sát xem tài khoản đỏ này có sử dụng những đơn vị ali để tấn công hay không. Đúng rồi, tài khoản đỏ đã có những đơn vị ali. Thì theo anh ta là theo tài khoản xanh này là tài khoản Phúc Lâm nha. Tài khoản Phúc Lâm, Phúc Lâm là một người chơi cũng rất hay, nhưng mà trận này thì khó có thể mà đánh nhanh vào mình được. Mình sẽ cho qua tu hơi nhanh. Mình tranh thủ lên 4 nha các anh em. Và mình xây hạm ngay vị trí này. Mình xây hạm ngay vị trí này để mình thủ biển. Thủ biển và mình kết hợp tài nguyên bự thì xuất hiện ngay vị trí này thì mình có thể là mình tranh chấp được luôn. Mình sử dụng VTS để mình đi thăm dò xem tài khoản đỏ này có đường vị gì để chơi. Lúc này mình nâng cấp nhà Hero, đặng mình sản xuất ra những đơn vị như gọi là Sula nha, Hero 3 nha các anh em. Lúc này tài khoản xanh là tài khoản 26, tài khoản Phúc Lâm mà khi mà xong trận chiến mình mới biết là Phúc Lâm thôi, nhưng mà gặp trong trận chiến mình biết là tài khoản mạnh hơn mình, biết là mạnh hơn mình đấy, nên mình không có dám đưa quân lên, mình chỉ thủ quân ở nhà vị trí nhà của mình thôi. Và mình sử dụng một đơn vị VTS của mình để đi thăm dò luôn. Và mình thấy lúc này những đơn vị VTS của tài khoản xanh dương này, anh ta đang cấu đĩa vào đây. Đó. Anh ta đang cấu đĩa vào đây. Và mình sẵn trinh sát xem tài khoản đỏ này có những đơn vị gì luôn. Và mình nghĩ đỏ với xanh dương đang đánh nhau. Đó. Nên mình cho đơn vị lính của mình lên ngay vị trí này. Để mình tranh chấp được cái hộp tài nguyên bự nha. Mình thấy chắc chắn hai tài khoản đang đánh nhau rồi, nên mình cho đơn vị của mình lên đây đặng trinh sát, đặng ăn cái hộp tài nguyên này. Và mình sử dụng VTS để cấu rỉa tài khoản xanh này luôn. Rồi những hộp tài nguyên mình đã tranh chấp khá tốt. Trong trận chiến này anh em cũng phải là chia tranh thủ mà nắm bắt thời cơ. Nếu mà anh em không có đánh bắt thời cơ kịp thì anh em có thể là bị thất thế trong trận chiến. Và mình sử dụng VTS để đánh vào cái sân bay này. Đánh vào sân bay cho đối phương mất đi máy bay và đối phương sẽ khó có thể là trinh sát được mình sử dụng những đơn vị gì để chơi. Và quân của mình đang nằm ngay vị trí nào. Lúc này mình cho những đơn vị quân của mình tới ngay vị trí này. Và khi VTS của mình cầm bắt, mình thấy tài khoản đỏ này là anh ta đã mất khá nhiều những đơn vị quân. Nên mình sử dụng quân của mình đánh đỏ luôn nha nè. Lúc này đối phương đã có những đơn vị như Hero 3. Thì với một đơn vị Hero 3 mà số lượng quân không có ở nhà nhiều thì có thể là khó thể mà trụ nổi với cái đợt tấn công của mình. Lúc này mình tấn công đối phương là tài khoản đỏ này, tài khoản SMS. Thì theo đơn vị của anh ta là khá trông. Đấy, mình đánh tài khoản SMS này là muốn chết luôn, nhưng mà mình không giết anh ta sớm. Thì mình sợ tài khoản xanh dương này có thể là sử dụng quân để đánh vào nhà mình. Và khi mình công đối phương tài khoản đỏ này thì mình cho những đơn vị Typhon của mình rút về, vì tài khoản màu xanh dương có khá nhiều những đơn vị VTS. Lúc này mình đẩy quân lên đòi nha. Nhà HQ của mình bây giờ mình đang nâng cấp nhà HQ cấp 5. Lúc này tài khoản màu xanh dương có sử dụng những đơn vị VTS để cấu rỉa vào những đơn vị quân của mình đấy. Mình thấy nên mình cho những đơn vị quân của mình rút về đây. Mình chỉ chờ đợi một số đơn vị này để đánh vào tài khoản đỏ SMS này thôi. Và khi mình công phá ra sạc được khá nhiều những nhà chỉ huy của đội tài khoản đỏ này, thì mình cho quân của mình rút, số lượng xe của mình rút về đây. Vì số lượng xe của mình phải thủ ngay vị trí này, nếu không tài khoản màu xanh dương sẽ đánh vào trung tâm chỉ huy của mình. Và mình chỉ sử dụng những đơn vị VTS của mình để cấu rỉa vào tài khoản đỏ này thôi. Lúc này mình sử dụng những đơn vị VTS của mình cấu rỉa vào tài khoản đỏ này thôi.
có mình tài khoản đỏ SMS, anh ta đã di chuyển cái nhà chữ uy tín vào sát cái vị trí này, anh cho những đơn vị ali của anh ta cố thủ. Hiện giờ chỉ còn mình và tài khoản màu xanh dương. Mà với chiến thuật của mình này, mình sử dụng quân của mình công luôn đó, mình công trực diện vào tài khoản màu xanh dương này luôn. Thì số lượng những đơn vị quân của mình cũng có khá nhiều, và nhà hát quy của mình đó là nhà hát quy cấp 5 rồi. Đấy, anh ta thấy số lượng xe của mình ít đấy, anh ta sử dụng quân lên tấn công. Nhưng mà xe của mình còn ngay vị trí này còn khá nhiều, và mình tiêu diệt luôn đơn vị solar của anh ta luôn. Đó, tài khoản màu xanh dương này là tài khoản của Phúc Lâm đang chơi. Thì trong cái trận chiến này là Phúc Lâm có live stream trực tiếp phát trên kênh của em nó. Trận này mình không có live stream, mình chỉ vào mình đánh thôi. Mình đang tiết kiệm item nên mình những cái cuộc live stream của mình này tốn khá nhiều item, nên mình ít live stream lại và mình tập trung tiền của mình dồn vào tài nguyên để chơi cái giải bit này. Vì cái giải bit này nó có cái phần mà combat á, nó rất lâu, nó tốn khá nhiều item nha các anh em. Hiện giờ tài khoản màu xanh dương, tài khoản Phúc Lâm đã rút những đơn vị quân của anh ta về ngay vị trí nhà này. Mình sử dụng VTEC của mình cấu rỉa. Và cái trên đồi này là chiếm được cái vị trí trên đồi này rất lợi thế nha. Vì ở nằm ở ngay vị trí phía dưới là không thể nào mình nhìn lên trên đồi này được. Lúc này quân của mình sản xuất liên tục và những cái hộp tài nguyên của mình á, mình ăn liên tục luôn. Và tài khoản đỏ của nó này là mình sai là mình không đánh chết anh ta luôn. Mình chơi cho anh ta cái con đường sống, và anh ta sử dụng những đơn vị quân để tấn công mình. Các mình sẽ quay tới những khúc đó mình sẽ cho anh em biết luôn. Lúc này tài khoản màu xanh dương chỉ là cố thủ ngay trí nhà này thôi, không có thể nào mà bước chân lên cái đồi được. Bước chân cái đồi là lên cái đồi là mình đánh chết hết. Đó, các anh em thấy khi số lượng quân của mình bây giờ giảm rồi thì bắt đầu mình rút về. Mình rút về, mình nằm trên vị trí này và mình sản xuất quân lên để chuẩn bị tấn công cuộc tấn công thứ hai. Và những hộp tài nguyên của mình là mình trinh sát, mình ăn liên tục luôn nha các anh em. Đó. Rồi số lượng tài nguyên dồi dào thì mình có thể là mình sản xuất những đơn vị quân lẻ. Có là những đơn vị quân của mình có trên đây khá nhiều. Cái phần đầu này mình đã chiếm được cái phần lợi thế, và đặc biệt là ngay vị trí này. Mình nghĩ là chỉ có khoảng số lượng hạm của mình ngay vị trí này có thể thủ được nha anh em. Nhưng mà không thể nào thủ được. Tại vì mình thấy đối phương là số lượng tàu là khoảng 4-5 con thôi, nhưng mà số lượng tàu ngay vị trí này khá nhiều. Số lượng hạm của mình khó có thể nào thủ được. Ở trong trận chiến này nó có rất nhiều những cái phần combat hay. Trong trận chiến này em xem, và có thời lượng nó hơi, trận chiến hơi lâu nên anh em có thể là bỏ qua cho mình. Lúc này số lượng hạm của mình xây liên tục luôn, nhưng mà mình không thể nào thủ được. Vì sau trận là mình phát hiện ra là tài khoản này là tài khoản SMS. Vì tài khoản SMS là Ali này là đã là Ali Max rồi anh em. Và số lượng hạm của mình thì chỉ hạm 25 thôi, nhưng mà hạm 25 của mình thì chưa có thể nào mà Max, nên khó có thể mà chống đỡ lại nổi. Lúc này tài khoản màu xanh dương đã có khá nhiều những đơn vị VTEC và Thor đó, mà nhà chỉ huy của mình thì lại đang bị tài khoản đỏ công kích vào phía sau này. Sẵn mình chính xác luôn, đây là tài khoản màu xanh dương đã xây khá nhiều những đơn vị tường, không có dám bước chân lên đầu nha nè. Bước chân lên đầu là mình đánh chết hết. Đấy, và khi cái tài khoản nhân viên vì cái tài khoản nhà của mình đã bị công phá rồi, nên mình buộc mình phải rút quân. Mình rút quân về vị trí nhà gần nhà của mình là mình thủ. Mình thủ nhà đã mình xây, mình tái thiết là cái nhà của mình, nhà chỉ huy của mình lại. Lúc này tài khoản của mình đang bị tài khoản đỏ dùng số lượng ali công mà tài khoản màu xanh dương này cũng đã thấy rồi, nên anh ta đẩy quân của anh ta lên để tấn công mình luôn. Mình cố thủ nhà nha anh em.
Đây các anh em thấy lúc này tài khoản màu xanh dương đã bước chân lên ngay vị trí trên đồi này rồi. Thì tài khoản màu xanh dương cũng tận dụng khá tốt những thời cơ. Sử dụng Thor và VTEC cấu rẻ vào những đơn vị của mình. Sử dụng Solar và những đơn vị cơ giới để tấn công. Mình đang bị mất cái nhà chỉ huy chính rồi. Thì mình buộc mình phải rút quân nào mình thủ. Và số lượng quân của mình không thể nào mà chống chọi lại nổi. Nên buộc mình phải rút quân nha. Và khi mình rút quân là tài khoản màu xanh dương đã chiếm cái phần lợi thế nằm ở trên đồi này. Và anh ta cũng không dám mạo hiểm mà sử dụng quân để tấn công vào đây. Vì số lượng xe và hero của mình cũng còn ở vị trí này khá nhiều. Và có khá nhiều những đơn vị Typhon. Và anh ta chỉ cố thủ trên đồi này và sử dụng những đơn vị là Thor và VTEC để cấu rỉa mình từ từ. Ở phần lợi thế bây giờ là màu xanh dương là chiếm phần lợi thế cao nhất. Mình cho Sora ra ngay vị trí này là mình thủ nha. Bắt đầu mình lên nhà. Trong trận chiến này là mình cũng nói luôn là mình cố gắng mình phòng thủ. Lúc này đối phương đang sử dụng những đơn vị VTEC và Thor để cấu rỉa mình từ từ đấy anh em. Và hiện giờ mình thấy những đơn vị xe cơ giới của tài khoản màu xanh dương đang rút quân. Đó, đang cho quân rút về. Đó, rút về thì mình nghĩ là chắc chắn là đang bị tài khoản đỏ ép ngay vị trí này. Đó, ép ngay vị trí này anh ta đang buộc rút về. Rút về thì bắt đầu mình đẩy quân của mình lên. Mình đẩy quân của mình lên trên đồi lại. Lúc này mình đang tận dụng thời cơ. Mình đã xây lại nhà chỉ huy cấp 4 rồi. Và hiện giờ là mình cũng có 3 nhà xe. Và mình luôn bị tài khoản màu xanh dương sử dụng những đơn vị Thor để ném nha anh em. Đây, lúc này mình thấy tài khoản màu xanh dương đã cho những đơn vị quân của ta rút về. Rút về bắt đầu mình tranh thủ mình sản xuất quân thật nhiều nha anh em. Mình chiếm luôn cái hộp tài nguyên bự này. Hiện giờ quân của mình là trên vị trí này, mình đang item mà tổng số sản xuất. Số lượng đơn vị quân của mình có khá nhiều. Đây, lúc này mình thấy là tài khoản màu xanh dương đang cố thủ ngay vị trí nhà. Lúc này mình đang chuẩn bị mình dồn quân lên mình công. Là cái phần mà thời cơ của mình hiện giờ mình đang cố gắng mình nắm bắt lại nha. Mình không thể nào mà bỏ cái thời cơ này được. Mình sử dụng đơn vị Seraphim của mình. Lúc này mình thấy tài khoản màu xanh dương sử dụng Thor để rải. Khi mà Thor rải rồi thì nó sẽ chờ đợi để hồi phục nhiên liệu. Lúc này mình cho quân của mình công luôn. Và tài khoản đỏ đang nằm ngay vị trí giữa này. Đang bị áp lực ngay vị trí giữa này. Số lượng xe của mình bây giờ ngay vị trí này là có khá nhiều. Đây, mình có khá nhiều xe. Và bắt đầu mình dồn mà mình không đánh đỏ nha, mà mình đánh trực diện vào tài khoản màu xanh dương này. Mình đánh trực diện vào tài khoản màu xanh dương này. Tài khoản màu xanh dương này có khá ít những đơn vị xe. Nhưng mà đơn vị tài khoản màu xanh dương này là khoảng 26. Nên mà chế độ nâng cấp là nó khá trâu nha các anh em. Tuy là số lượng xe của mình nhiều hơn nhưng mình cũng khó có thể nào mà chiếm phần lợi thế. Đây, lúc này là khoảng mà xanh dương đã thiệt thòi khá nhiều những đơn vị quân. Bắt đầu mình đẩy quân mình đánh chết luôn. Mình dồn quân của mình lên mình đánh chết từ khoảng mà xanh dương này trước. Thì trong cái trận chiến này nó có khá nhiều những cái phần mà hay. Là nguyên nhân vì sao, là nguyên nhân lúc đầu là mình đã chiếm cái phần lợi thế khá nhiều. Nhưng mà càng khi mình chỉ có một cái sai lầm nhỏ thôi là mình đã mất đi phần lợi thế. Và về sau khi mà mình thấy mình nắm bắt được cơ hội là mình dồn lên mình tấn công luôn. Và hiện giờ tài khoản màu xanh dương là mình đánh cho chết luôn. Mình chia quân ra, một số đơn vị quân thì mình thủ ngay vị trí nhà. Và một số đơn vị quân thì mình sử dụng để lên công. Đây anh em thấy. Lúc này mình cho những đơn vị rút của mình chia ra. Để nếu mà chậm là một chỗ thì Thor có thể rải chết hết nha anh em.
Ở lúc này mình chia thoa ra và số lượng tia phôn của mình có ngay vị trí này khá nhiều. Và xe của mình đang tập trung ngay vị trí trên đồi này, đặng mình chuẩn bị mình đánh đỏ luôn. Thì tài khoản màu xanh dương này chắc chắn là phải chết rồi. Anh em thấy. Thì tài khoản màu xanh dương đã bỏ cuộc rồi nha anh em. Bắt đầu mình dồn quân lên, mình chuẩn bị mình đánh đỏ nha. Vì đỏ nó có Hero 3 nên mình sản xuất khá nhiều những đơn vị Tifon. Anh em thấy mình rút Tifon của mình về. Thì cái phần này đang cơm bắt ngay vị trí này. Số lượng xe và Tifon của mình có khá nhiều nhưng mà Tifon của mình cũng khó thể nào mà đánh chết được cái con Hero 3 của nó. Rất trâu luôn nha anh em. Số lượng những đơn vị cơ giới như xe Jaguar của tài khoản đỏ này xem như 10 bên mình là đánh chết hết toàn bộ. Đó anh em thấy, lúc này mình đẩy những đơn vị quân của mình lên, mình công trực diện vào tài khoản đỏ này luôn. Thì tài khoản màu xanh dương này mình vẫn cho những đơn vị rút của mình còn ngay vị trí này đang đánh nha. Mình dò quân mình tấn công liên tục. Thì cái đơn vị Hero 3 đó mình tiêu diệt rồi. Bắt đầu mình tranh thủ mình sản xuất ra những đơn vị như Hero 1 và Hero 2. Khi mà tài khoản này đã chết đi khá nhiều thì mình sử dụng quân rồi mình công liên tục nha anh em. Vì số lượng đơn vị quân của mình có ngay vị trí này mình item là tổng số sản xuất nên những đơn vị quân nó sản xuất ra liên tục để chiến đấu. Thì trong những chiến này mình cũng nói luôn là vì sao mình lại thắng. Là mới đầu là mình đã chiếm được phần lợi thế, nhưng mà càng về sau là chỉ một cái sai lầm nhỏ nhoi mình đã mất đi phần lợi thế. Và trong lúc mà hai bên đang chiến đấu với nhau thì mình đã biết và mình đã nắm bắt một cơ hội rất mong manh trong cái giải đấu này. Mình sử dụng quân của mình để tấn công. Và mình biết là mình tấn công ai trước và tấn công ai sau. Và từ khi mà tấn công một tài khoản màu xanh dương chết trước thì cái tài khoản màu đỏ này là mình sẽ dễ tiêu diệt hơn. Vì tài khoản màu đỏ này chỉ có những đơn vị như là cơ giới mặt đất và những đơn vị hero thôi. Không có những đơn vị máy bay. Máy bay đã bị mình tiêu diệt khá nhiều. Nên mình quyết ý định của mình là mình sử dụng những đơn vị quân của mình đánh cho chết xanh trước nha nè. Bắt đầu mình đánh sập những nhà xe của đối phương. Đúng rồi, đối phương như xem như là vô phương cứu chữa rồi. Và hiện giờ là mình phát hiện ra là tài khoản màu đỏ này là anh ta ngưng sản xuất những đơn vị nhiếm. Nên mình cho đơn vị Hero 2 của mình là Seraphim tới ngay vị trí này, vừa rà khói và vừa có thể là công kích khá tốt nha anh em. Và mình sử dụng những đơn vị cơ giới của mình á và Hero đánh sập cái nhà Hero này luôn. Trận chiến này là 99% là mình đã thắng. Cái video này mình quay mình cũng nói cái video này cũng hơi lâu nên anh em mà có thể là nhấn một phần thời gian nào đó để xem cái video này. Vì trong trận chiến cái giải đấu bit AFK3 này nó có khá nhiều những tài khoản mạnh chết trong trận chiến. Và cái giải đấu này là mình tương đối là mình đi cái giải đấu này là mình cũng không được may mắn mấy. Là mình gặp những tài khoản mạnh khá nhiều. 10 trận mà mình gặp những tài khoản mạnh là khoảng 6 trận trở lên rồi. 6 trận trở lên rồi, tài khoản cao hơn mình và tài khoản mạnh hơn mình. Nên số điểm mà mình kiếm được trong cái giải đấu lần này là 39 điểm là cũng là một cái sự mà cố gắng của mình. Thì mình cũng không hy vọng là mình lọt vào top, nhưng mà có những cái trận chiến thật hay để đời trong cái game thủ AFK3 này của mình. Trận chiến rất hay. Để cho mình hôm nay mình cũng không có thời gian để quay video để cho anh em xem. Cái này đối phương đã chết rồi. Thì kết thúc video là Trung Hội Tiger cảm ơn các anh em đã xem và luôn theo dõi những cái phần comeback trong trận chiến và những cái phần solo. Thì kết thúc video, Trung Hội luôn cảm ơn các anh em đã luôn ủng hộ cái kênh YouTube của mình. Thì hiện giờ là kênh YouTube của mình là số lượng người đăng ký là khoảng 860 mấy người rồi. Thì anh em
những anh em nước ngoài và những anh em cùng nước ở Việt Nam hãy đăng ký kênh của mình ủng hộ mình nhé, để đạt lên 1k sub. Thì khi mà đạt lên 1k sub thì mình sẽ có cái chế độ mà livestream khác nha anh em.